Người dân trên bán đảo Crimea nên tạm thời tránh xa các cơ sở quân sự. Trang tin Pravda dẫn thông cáo của ông Andriy Yusov, đại diện cơ quan tình báo quân đội Ukraine, ngày 29 tháng 4. Ông cũng cho biết thêm, vụ nổ kho dầu của Nga ở thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea hôm 29 tháng 4 đã phá hủy hơn 10 bồn dầu chứa khoảng 40.000 tấn. Đây là dầu sử dụng cho hạm đội Biển Đen của Nga đồn trú tại Sevastopol. Ngoài ra, quan chức Ukraine ám chỉ, trong tương lai, Nga có thể gặp những vụ tương tự. Bình luận được đưa ra không lâu sau khi ông Mikhail Pravoshayev, thống đốc chính quyền thành phố Sevastopol, thông báo kho dầu ở thành phố này bất ngờ cháy dữ dội, nghi do bị UAV tấn công. Đám cháy đã lan rộng một khu vực khoảng 1.000 m², hơn 150 lính cứu hỏa và 50 xe cứu hỏa tham gia khống chế đám cháy. Thống đốc chính quyền thành phố Sevastopol cáo buộc Ukraine đứng sau vụ việc. Tuy nhiên, Ukraine không xác nhận hay phủ nhận vai trò trong vụ nổ này. Thành phố Sevastopol nằm trên bờ biển phía tây nam của Crimea, khu vực sáp nhập vào Nga sau cuộc trưng cầu dân Ý năm 2014. Thành phố cảng chiến lược này là nơi đóng quân của hạm đội Biển Đen Nga và nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và xuồng cảm tử kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái. Truyền thông Ba Lan đưa tin, chính quyền Ba Lan đã tiến hành thu giữ một trường học của Đại sứ quán Nga tại Warsaw. Theo đó, sáng ngày 29 tháng 4, cảnh sát đã xuất hiện trước Đại sứ quán Nga ở Warsaw và chính quyền Ba Lan yêu cầu các nhân viên của trường muộn nhất 19 giờ cùng ngày phải rời khỏi trường. Theo Bộ Ngoại giao Ba Lan, quan điểm của Ba Lan đã được tòa án xác nhận, tài sản này thuộc về nhà nước Ba Lan và Nga đang nắm nó một cách bất hợp pháp. Tuy nhiên, theo Đại sứ Nga tại Warsaw, Sergei Andreev, chính quyền Ba Lan không có quyền thu giữ tòa nhà vì đây là tòa nhà ngoại giao. Các nhà ngoại giao Nga mô tả, động thái của chính quyền Ba Lan là vi phạm trắng trợn Công ước Quốc tế về quan hệ ngoại giao và cho biết sẽ có phản ứng gay gắt. Trong một tuyên bố, Đại sứ quán Nga ở Warsaw gọi bước đi của Ba Lan đã vượt ra ngoài khuôn khổ của các mối quan hệ văn minh giữa các quốc gia. Điều này sẽ không tránh khỏi phản ứng gay gắt và hậu quả đối với chính quyền Ba Lan cũng như lợi ích của Ba Lan ở Nga. Quan hệ Nga-Ba Lan trở nên căng thẳng từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát và Ba Lan là một trong những thành viên tích cực lên án các hành động của Nga. Đỉnh điểm là việc Ba Lan tuyên bố trục xuất 45 nhà ngoại giao Nga với cáo buộc nghi ngờ làm việc cho cơ quan mật vụ Nga. Hãng thông tấn TASS ngày 29 tháng 4 đưa tin các lực lượng vũ trang Ukraine đã nổ súng 18 lần vào các khu định cư ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, bắn 237 quả đạn pháo. Cụ thể, theo dữ liệu được công bố, lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hiện 48 vụ pháo kích từ pháo đại bác cỡ nòng 122, 152 và 155mm, cũng như từ các hệ thống rocket phóng loạt. Các khu định cư bị hỏa hoạn bao gồm Alexandrovka, Vasilievka, Vladimirovka, Venestoretsky, Golovka, Donetsk, Yegorovka, Grasny Parizan, Nikolsky, Yakolevka và Yisinovataya. Trước đó, trong ngày 28 tháng 4, lực lượng an ninh Kiev đã thực hiện 47 vụ tấn công. Trong khi đó, tờ Kiev Post đưa tin, chính quyền Novaya Kharkovka, thành phố bị Nga kiểm soát ở tỉnh Kherson, ngày 29 tháng 4 cho biết đang hứng chịu đạn pháo dữ dội từ lực lượng Ukraine. Hỏa lực dữ dội khiến thành phố và các khu dân cư xung quanh bị mất điện. Nga hiện đang kiểm soát hầu hết diện tích tỉnh Kherson, trong đó có Novaya Kharkovka, từ những ngày đầu Moscow phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov khẳng định Ukraine sắp chuẩn bị xong và sẵn sàng mở đợt tấn công giành lại lãnh thổ. Ông khẳng định Kiev đã rất sẵn sàng, các đối tác cam kết chuẩn bị và đã chuyển giao một phần trang thiết bị. Bộ trưởng Reznikov cũng cho rằng Ukraine gia nhập NATO là lựa chọn duy nhất cho an ninh của nước này trong tương lai. Bình luận của ông Reznikov được đưa ra trong bối cảnh Ukraine và phương Tây gần đây nhiều lần đề cập đến chiến dịch phản công quy mô lớn nhằm giành lại các khu vực Nga đang kiểm soát. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 21 tháng 4 nhận định Ukraine có thể giành thêm nhiều khu vực nữa trong đợt phản công. Theo tài liệu của Lầu Năm Góc bị rò rỉ gần đây, Ukraine dự kiến sẽ huy động ít nhất 12 lữ đoàn cho chiến dịch phản công ở khu vực miền Đông và miền Nam. Nhiều quan chức Mỹ lo ngại kịch bản bị công kích nhiều mặt nếu đợt phản công của Ukraine thất bại hoặc không đạt được kết quả đáng kể. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ nhấn mạnh rằng họ đang làm mọi thứ trong khả năng để đảm bảo đợt phản công của Ukraine thành công. Tướng Christopher Cavoli, chỉ huy Bộ Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại châu Âu cũng cho biết phương Tây đã chuyển hơn 98% số tăng thiết giáp theo cam kết cho Ukraine. Tổng thư ký Stoltenberg ngày 27 tháng 4 cũng nhắc lại thông tin của tướng Cavoli, đồng thời cho biết phương Tây đã chuyển cho Ukraine hơn 1.550 thiết giáp, 230 xe tăng và các thiết bị khác cùng lượng lớn đạn dược. Trong một bài đăng trên Telegram,
Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev đã bình luận về cuộc phỏng vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây dành cho một số cơ quan truyền thông Bắc Âu, gồm Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch và Na Uy. Trong cuộc phỏng vấn này, ông Zelensky cho biết Ukraine đã chuẩn bị cho một cuộc phản công, đồng thời nhấn mạnh Kiev không thể trì hoãn chiến dịch giải phóng lãnh thổ tới khi các đối tác cung cấp chiến đấu cơ F-16. Ông Zelensky tuyên bố cuộc phản công nên bắt đầu sớm hơn, nhưng không tiết lộ khi nào sẽ bắt đầu và cuộc phản công sẽ được tiến hành như thế nào. Dẫu vậy, theo ông Zelensky, trong cuộc phản công, vũ khí là rất quan trọng để bảo đảm an toàn tính mạng cho thêm nhiều người. Bình luận về phát biểu của ông Zelensky, theo đài RT ngày 29/4, ông Medvedev, người đang giữ chức phó chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, cho rằng để ngăn chặn thành công các kế hoạch của Kiev, Moscow phải gây ra sự hủy diệt hàng loạt về nhân sự và thiết bị quân sự trong cuộc phản công được thổi phồng quá mức của Ukraine và gây ra thất bại quân sự tối đa cho quân đội Kiev. Cuối cùng, theo ông Medvedev, chế độ Đức Quốc xã ở Kiev phải được xóa sổ hoàn toàn và phi quân sự hóa trên toàn bộ lãnh thổ của Ukraine cũ. Phía Ukraine hiện chưa đưa ra phản ứng về phát biểu của ông Medvedev. Nhằm tăng sức ép với Nga về chiến dịch tại Ukraine, các nước châu Âu trong năm ngoái đã quyết định đoạn tuyệt với nguồn nhiên liệu hóa thạch của nước này, cấm nhập khẩu dầu thô và diazen từ Moscow, hạn chế khí đốt qua đường ống, đồng thời tìm kiếm những nhà cung cấp mới để thay thế. Nhưng một lỗ hổng lớn trong các lệnh trừng phạt của phương Tây với Nga là khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG. Gần đây, châu Âu đã có những động thái nhằm cắt nguồn năng lượng cuối cùng này từ Nga, từ đó chặn nguồn cung tài chính quan trọng với Moscow. Ủy viên năng lượng của Liên minh châu Âu EU, Catherine Simon, đã yêu cầu các công ty trong khu vực hạn chế ký hợp đồng mới với các nhà cung cấp LNG của Nga. Đề xuất này hướng đến việc cho phép mỗi nước thành viên áp lệnh hạn chế nhập khẩu riêng, đồng thời ngăn các công ty Nga đặt chỗ lưu trữ tại những kho LNG của họ. Hà Lan, một trong những nhà nhập khẩu lớn nhất của châu Âu, cho biết họ đã cấm ký hợp đồng nhập khẩu mới và yêu cầu các công ty loại bỏ dần LNG của Nga ra khỏi hệ thống cửa hàng của họ. Theo ước tính, xuất khẩu LNG của Nga sang châu Âu có giá trị khoảng 27 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái do giá khí đốt tự nhiên tăng vọt. Cắt đứt nguồn nhập khẩu LNG này là hành động cuối cùng trong chiến lược quyết liệt của châu Âu nhằm thoát khỏi tình trạng phụ thuộc vào năng lượng của Nga. Tính đến đầu tháng 4 năm nay, các kho dự trữ khí đốt của châu Âu đã được lấp đầy khoảng 55%, mức kỷ lục như đợt nắng nóng mùa hè hoặc mùa đông lạnh giá năm nay, hoặc sự cố gián đoạn nguồn cung không thể lường trước được ở hạ tầng khí đốt châu Âu, trụ sở tại Brussels của Bỉ. Tuy nhiên, châu Âu vẫn có thể sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu khí đốt trong trường hợp thời tiết bất lợi như đợt nắng nóng mùa hè hoặc mùa đông lạnh giá năm nay, hoặc sự cố gián đoạn nguồn cung không thể lường trước được. Trong bài phát biểu tại trường Kennedy thuộc Đại học Harvard của Mỹ, vào ngày thứ năm của chuyến thăm nhà nước nhân dịp kỷ niệm 70 năm Liên minh Mỹ-Hàn, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết Seoul đang xem xét phương án về việc viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine, đồng thời chỉ trích chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Cụ thể, sau khi được hỏi về khả năng Hàn Quốc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine, ông Yoon cho biết Seoul đang theo dõi chặt chẽ tình hình diễn ra tại chiến trường Ukraine và sẽ thực hiện các biện pháp phù hợp để duy trì các chuẩn mực quốc tế và pháp luật quốc tế. Trước đó, trả lời phỏng vấn Reuters trước thềm chuyến thăm Mỹ ngày 18 tháng 4, Tổng thống Yoon cho biết chính phủ của ông đang nghiên cứu các biện pháp hỗ trợ Ukraine phòng vệ và tái thiết. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc phát tín hiệu sẵn sàng hỗ trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Trong nhiều năm qua, Hàn Quốc duy trì chính sách phản đối việc cung cấp vũ khí cho các quốc gia đang xảy ra xung đột. Seoul nhiều lần nói rằng lý do này gây khó khăn cho việc cung cấp vũ khí trực tiếp cho Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo, việc Hàn Quốc cung cấp vũ khí cho Ukraine đồng nghĩa với việc Seoul có liên quan đến cuộc xung đột. Trong khi đó, Phó Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev tuyên bố Moscow có thể chuyển vũ khí cho Triều Tiên nếu Hàn Quốc viện trợ quân sự cho Ukraine.